Sau 3 năm, nữ ca sĩ Thủy Tiên đã chính thức lên tiếng về lùm xùm đếm tiền từ thiện. Cụ thể, Thủy Tiên viết: "Chào các bạn, hôm nay cho phép Tiên xin phép chia sẻ một chút về việc trên mạng lan truyền clip cắt ghép đoạn đếm thiếu tiền 6 tờ 500.000 thành 5 triệu như sau. Hôm đó Tiên thức từ 4 giờ sáng để đi phát tiền cho bà con đến tận 8-9 giờ đêm chưa được nghỉ ngơi ăn uống, tối rồi lại đi đường xa rất mệt. Khúc phát tiền đó còn phải đi qua sông to sâu bên trong. Tiên cũng chỉ là một con người bình thường, khi mệt hay quá sức cũng có lúc sơ sót, nhầm lẫn cho vài bà con. Tuy nhiên bà con nào đếm lại tiền bị thiếu đều phản ứng ngay về lãnh đạo địa phương. Chờ đến khi phát xong Tiên xác nhận lại với lãnh đạo địa phương và bà con thì sẽ bù lại cho đủ ạ. Chỗ nào đếm dư người dân cũng có người trả lại. Chỗ nào thiếu người ta cũng nán ở lại đợi để lấy đủ tiền. Trên live quay lại hết cả đoạn đầu và đoạn sau Tiên bù tiền cho bà con lúc cuối buổi phát tiền nếu lỡ sơ sót đếm thiếu. Nhưng trên mạng họ cố tình cắt ghép đoạn những sơ sót đó mà cố tình bỏ đoạn sau đi để lan truyền sai sự thật. Ngoài ra còn rất nhiều đoạn clip cắt ghép sai sự thật khác nữa. Một lần nữa Tiên vô cùng biết ơn vì những ai đã cảm thông chia sẻ cùng Tiên. Tiên biết là giờ có nói ra thì cũng chẳng thay đổi được gì. Ai không tin thì họ cứ không tin, nhưng Tiên nghĩ rằng những người đang theo dõi Tiên họ sẽ nhẹ lòng hơn khi nghe được sự thật câu chuyện được chia sẻ từ phía Tiên. Tiên xin phép share lại link livestream full clip bên dưới comment, trong đó có đoạn 13 phút 40 trở đi là đoạn bù thêm cho bà con đã nán lại đợi đến cuối cùng và có sự xác nhận của lãnh đạo địa phương, công an địa phương tại điểm phát. Ngoài ra Tiên xin phép gửi thêm một đoạn clip Tiên phát dư tiền cho hơn 100 hộ dân. Lúc ban đầu Tiên công bố phát 2 triệu, nhưng từ phút thứ 8, 58 giây thì Tiên phát mỗi bảo là 5-6 triệu trong khi ban đầu công bố 2 triệu. Ngay khi thông tin này được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận trái chiều như sau. Trước lũ chưa đi từ thiện, chị lên báo khóc lóc kể lể công ty làm ăn thua lỗ, nợ ngân hàng này kia, rồi tự dưng làm từ thiện xong chị xây cái nhà mấy chục tỏi, khoe chồng cho mấy tỷ ăn xài, hai vợ chồng còn đi cả nước ngoài thuê trực thăng riêng, công nhận thần kỳ thiệt chứ. Cả năm không lên tiếng, sắp đại hội võ lâm thì Thủy Tề ngoi lên bờ giải thích. Thủy Tề gắng chờ đến mùng 1 tháng 6 ra tòa bổ sung vào luôn phiên tòa nói cho cả nước cùng nghe. Bất hề bà già, bà đếm dư đếm thiếu là kịch bản bà chuẩn bị rồi. Buồn cho mặt trận tổ quốc để bà thao túng tiền từ thiện. Ai cho phép cá nhân dùng tài khoản cá nhân nhận và làm từ thiện? Nó quy định rõ ràng, nhưng vì mặt trận tổ quốc nhiều cái không rõ ràng mới bị bà nhảy vào thương vụ đó. Khi tạo được chút lòng tin thì yêu tinh lộ nguyên hình, chờ pháp luật phân chia rõ ràng các hạng mục và truy ra các bằng chứng. Bà tưởng cơ quan pháp luật Việt Nam làm ngơ, bà có làm sai và khai sai thì chờ nhé. Rồi cái đoạn clip dân nhận dư tiền đem trả lại cho chị Tiên của tao đâu, tụi bay cắt đâu mất tiêu rồi, trả lại đoạn đó cho chị tao đi, tao năn nỉ dùm được chưa? Bao nhiêu clip chứ không phải là một clip đâu chị. Cả clip đẩy người ta khi người ta đứng chần chừ ý kiến ngay tại đó mà chị phát biểu không ký nhận thì không ai biết đâu chị ơi. Và còn rất nhiều bình luận khác nữa. Còn các bạn thì sao? Các bạn có quan điểm như thế nào về vấn đề này? Hãy comment ở phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên đăng ký kênh Data News để được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.